Và kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ tất cả chúng ta ở đây cũng đã, ai cũng đã từng nghe qua và từng xem qua một bộ phim rất là nổi tiếng, đó chính là Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, một câu chuyện tình đẹp giữa hai cô cậu học trò đi thi, và cô gái đó thì cũng đã... À vâng ạ, Khánh Vinh vừa được lắng nghe một cái phần chia sẻ đến từ... đội dự thi cái phần đi tiếp theo đây, nhưng mà Khánh Vinh cũng phải kể nốt cái câu chuyện của mình, không phải kể quá nhiều, nhưng chúng ta cũng biết là cô gái bởi vì rất là ham học thì đã phải giả làm trai để đi ứng thí, cũng như là trong cái quá trình học thì có nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên thì kết thúc của câu chuyện này nó cũng không được vui cho lắm, mà nó lại là một câu chuyện là chàng trai và cô gái hóa thành con bướm và bay lên trời. Tuy nhiên thì một cái câu chuyện tiếp theo cũng mang tựa đề Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, nhưng lại là phiên bản của Holmes, sẽ được trình diễn trên phía khu vực sân khấu ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng vào tay để cùng chào đón phần dự thi của team Le Grand Jardin. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ấy dạ. Ngày nãy ngày này, ở Nguyễn Lam Phố, Sài Đồng Phượng, Long Biên Quận, Hà Nội, Kinh Thành đó mà. Có một học viện bất động sản mang tên là Thiên Mộc, nước tiếng gần xa, đào tạo ra hàng ngàn các bậc tinh anh trong giới bất động sản. Cứ mỗi dịp đầu năm, các sĩ tử và các nhân sĩ giang hồ từ khắp thiên hạ khẳng gói quả mướp lên kinh ứng thế và mong muốn trở thành một thành viên trong học của học viện thanh tiếng này. Ngày 1 tháng 1 năm Canh Tý, Học viện Bất động sản Thiên Mộc bắt đầu chiêu mộ các môn sinh trên khắp cả nước. Các môn sinh đang trong muốn tham gia học viện, muốn thay đổi cuộc đời với mức thu nhập khủng, có vị trí trong xã hội, hãy nhanh tay gửi đến hòm thư tuyển dụng a.com@com để chụp lấy cơ hội. Kể hẹn một giờ là phải chờ 100 năm. Đến đây, đến đây. Đến đi. Từ từ. Mai còn muốn thi nữa không? Đến đây. Hãy qua rất nhiều vòng thi cần gò và chờ mong của hàng vạn thí sinh. Ngày công bố kết quả cuối cùng cũng đã đến. Người thì khóc, người thì cười. Theo chương trình truyền thống 24 giờ đưa tin khẩn cấp, đã có một thí sinh đã bị thần kinh chỉ vì thi rớt rồi đó. Bà thí sinh được vinh danh trên bảng vàng với số điểm xuất sắc lần lượt là... Số báo danh 001, Chúc Anh Đài. Số biệt danh là quần đuôi hồng. Ba vòng là 90, chắc chắn rất tin là một con này bà ơi hả? Hoặc chiếc cuốn đó sẵn sàng đó bà. Thầy thiệt là không ngờ, hiện tại còn tồn tại là một người phụ nữ có vẻ đẹp nam tính như vậy đó hả? Số báo danh 002, Lương Sơn Bá. Anh có biệt danh là Bá Kiều không? Ăn uống rượu như uống nước gì đó. Một năm anh uống có 2 lần rồi, và mỗi lần anh xài cũng xài tới 6 tháng. Số báo danh 003, Mã Văn Tài. Anh có biết rằng là tài tình tướng, và anh có một sở thích rất là đặc biệt, đó là hứt kèo chó đó. Và mỗi lần hứt xong ăn thưởng hú tiếng chó. Thầy tiệc là tệ nặng quá thầy. Nhưng sóng gió của học viện bây giờ mới bắt đầu thôi. Đứng đằng đi. Đứng như kìa. Tất tỏ đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn thí sinh để vào học viện danh giá này. Tất tỏ trước đây có rất tân tiến nhau. Diễn thi khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, nhưng vào đây các trò đều là số không chuẩn trịnh. Tương lai là của các trò, cuộc chơi này của các trò,
nó thể hiện ra quyết tâm của các trò. Và anh nhớ kỹ lời tôi, chúng ta sẽ thành công hoặc chúng ta sẽ chết trong khi đang cố gắng. Tôi sẽ bán anh không, anh ta muốn nhìn vô, chết trong khi đang cố gắng. Rồi chết trong khi đang cố gắng, chết trong khi đang cố gắng. Hô khẩu hiệu cho tôi nào. Chúng ta phải thật quyết tâm. Với tinh thần quyết tâm nổi bước. Nổi bước, nổi bước, nổi bước. Chúng ta phải chiến đấu với danh dự. Danh dự, danh dự, danh dự. Hô cả ba khẩu hiệu đây nào. Thế này là không được à? Hô thế này không được, hô khẩu hiệu không được. Mà thôi, quan trọng nhất là cái quyết tâm của các trò. Các trò quyết tâm để chứng minh cho cả dự án lên Grand Jardin này biết. Các trò là ai? Cả đất nước này biết, các trò là ai? Cả Long Nguyên biết, các trò là ai? À. Các trò là anh nhớ, chỉ cần các trò chứng tỏ dân định, không được lên, các trò sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Hảo, chúng ta chiến đấu đi. Tao là thằng đàn ông, trong mắt tớ của tao, lúc nào có
em ghi kỹ rồi. Trong hai trà, hai trà siêu siêu đô thì sẽ thuộc về người đấy. Ôi, người đấy đã ra rồi. Alo, anh Đạt ạ? Vâng, hôm qua anh chị có hẹn em 10 giờ qua cọc ấy. Anh đi đâu rồi? Có một bạn vừa gọi cho anh banking cho bạn ấy mất rồi. Ô, sao lại thế ạ? Bạn nào thế anh ơi? Alo, alo. Chúc mừng môn sinh Mã Văn Tài chốt thành công căn hộ L30509, dự án L Ranh Giặc Đanh. Đây là giao dịch đầu tiên của các bạn môn sinh khóa này. Cung hỷ, cung hỷ. Cơ lời cơ tờ. Chết rồi, thằng này nó cướp mất phát đầu của mình rồi. Không sao, mình còn chị Quyên nữa mà. Vâng, chị Quyên à, em bán đây. Bán nào thế nhỉ? Ồ, em bán dự án Neuren giặc đánh mà. Hôm nay ấy, chị hẹn em cùng với một bạn ngân hàng nữa 10 giờ qua nhà chị tư vấn ấy. Không biết là chị bây giờ có nhà không, bọn em phi qua. Chị được dặn nói với em là chị không quan tâm nữa. Ô, ai dặn thị chị hả? Chàng trai khác lên cây em ơi. Thôi, chị đi làm cái cây đây, ba em. Alo, sao lại có các chàng trai khác lên cây xuất hiện đây? Chị ơi, alo. Chúc mừng môn sinh Mã Văn Tài chốt thành công căn hộ G31109. Dự án Le Grand Giặc Đanh và lập cú đúp trong ngày hôm nay. Cung hỷ, cung hỷ. Chết rồi, hay không rồi các bạn ạ. Anh Huy à? Alo anh ạ. Em đang ở đâu ấy nhở? À vâng, em đang ở cổng dự án đấy. Anh đang qua xem dự án em nhé. Ồ thế à? Vâng, thế anh em mình hẹn nhau ở cổng nhà mẫu anh nhé. Ok em, mình xem nhà mẫu luôn em nhé. Dạ vâng, ok anh. Vâng, đẹp đấy nhở. Vâng, đấy, căn hộ chủ đầu tư bố trí rất là... Đúng tiêu chí của anh. Dạ, vâng. Anh sẽ đầu tư một sàn ở đây luôn. Một sàn luôn? Ưu đãi như nào em nhở? À, ưu đãi à? Ưu đãi thì em đã tính kỹ cho anh ở trong phiếu đánh giá rồi. Đấy, bây giờ thì anh em thỏa thuận với nhau này. Thì bây giờ như nhất trí của anh thì anh lấy một sàn với hai cho em. Đấy. Ok. Thì bây giờ anh đợi em một chút thì em vào lấy kế toán để lấy cho anh cái phiếu cọc. Ok. Xong anh mình vào việc được không? Ok, ok. Ok anh. Ok. Vâng, đợi em một chút nhá. Alo. Ừ đúng rồi em. Ừ đúng rồi. Ừ. Ưu đãi nhiều thế á? Ui ngon nhờ. Ok em, anh qua em luôn nhá. Ok 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 ok. Anh à, đây, phiếu kế toán đã chuẩn bị cho em rồi. Ờ đây, bà, anh bà này, em nhé. Bà này, anh bảo này. Tự nhiên thì anh ấy có việc bận đột xuất. Thế đau. Thế anh đi trước nhá. Anh có tí việc nhá. Anh phải đi đây. Nhá. Anh đi đây. Anh thôi đi đây. Anh đi đây. Anh đi đây.
sao khách gì mà cứ đúng lúc nhỉ? Chúc mừng môn sinh Mã Văn Tài chốt thành công căn hộ một sàn căn hộ tầng 12 dự án Le Grand Jardin. Bom đã nổ quá khủng khiếp. Tất cả các môn sinh chú ý, ngày mai sẽ là lễ vinh danh xeo triệu đô Mã Văn Tài. Cung hỷ, cung hỷ. Khoan! Mời ngài. Hóa ra là ngài chủ tịch. Bằng chứng. Phùng Thiến Thừa Vân, ngài chủ tịch học viện Thiến Mộc chiếu viết. Căn cứ vào những bằng chứng ta thu thập được và những chứng cứ do môn sinh Chúc Anh Đài cung cấp, sẽ thấy môn sinh Mã Văn Tài đã gián lận làm nhiều hành vi không đúng chuẩn mực khi triển khai vận hàng dự án tài Lương Đánh Chặt Đánh. Nay ta xóa bỏ danh hiệu xéo chiều đô, chuyển giao danh hiệu cho môn sinh Lương Sơn Bá, người đã rất nỗ lực và tận tụy với khách hàng. Không thứ không, không phải như thế được. Lương Sơn Bá ta không chịu. Này các con. Dạ. Kết quả sẽ luôn đến với những người nhiệt thành, tâm huyết bán hàng với khách hàng một cách chính sáng và tâm huyết nhất. Các học trò hãy nhớ, chỉ còn có sự nỗ lực, cố gắng và kiên trì không bỏ cuộc thì thành công sẽ đến với các con mà thôi. Các trò hãy nhớ đấy. Dạ. Ta giờ đây đã là một siêu triệu đô rồi. Cảm ơn nàng. Chân ái của đời ta. Trái tim thì luôn thiếp luôn hiện hữu bên chàng. Vâng.
Vâng ạ, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho một vở kịch rất là ý nghĩa vừa rồi. Xin mời các thành viên chúng ta nán lại phía khu vực sân khấu một chút. Quả thực giờ phút này là em không dám nhìn thẳng vào mặt Chúc Anh Đài.